Met FM. FM. Khá giờ. Season 3, 2, 1. Trước. Dash. Chuẩn bị FM. FM. Quạt. Đạp. Limit. Không muốn. Quạt 51 nè. Đạp phay nè. Phay luôn á. FM 2 giờ. Có cái này. Tin 3. Sau. Trước. Dash. 10 FM. FM. Quạt. Tập. Bây giờ vị trí. Vị trí. Không muốn. Bàn. Bàn. Quạt. Đập. Đập. Spin. Sau. Trước. Dash. Ở dưới cốp xe á. Về FM. Ôi chứ tưởng ta chưa anh em. FM. Ra đi. Ra đi. Xong mày cứ ra đi. Anh đi bằng tham của em mà. Quạt. Đập. Spin. You mid. Không muốn. 2 giờ nè. 3 giờ. Nho anh nhớ ra tên nhá. Ừ. Quạt. Cúp đạp 33% luôn. À, hơn trước 5%. Luôn phay luôn. Spin. Phay luôn. FM. 10 giờ. Xe bơ 2 giờ nha cháu. Tao. Để anh coi cho. Biên. Sao. Chưa. Dash. FM. Đập nè. Không muốn lo. Băng quay mặt. Băng quay mặt. Qua. Đập. Có cái mắt của mình đâu ta? Ờ bị lắc rồi. Bên. Sau. Chờ. Chưa. Dash 3. Position 3. Chưa. Chưa. Chạy ra đây đi. Rồi ra đi. Qua. Đạp. Trên 3. Boss nhảy về mít.
tự iframe nha. Chết mẹ trễ rồi nè. 1, 2, iframe. Hai giờ. Hai giờ hết kìa. Không mua lắm. Chuẩn bị băng quay mặt. Băng quay mặt. Quạt. Đạp. Pin 3 cái. Sau. Trước. Đá. Bộ nó đi. FM. FM. Qua. Đạp. Pin 3. Vị trí. Position. Sau. Trước. Băng ngoài mặt. FM. Quạt. Tạp. Xin ba. Cứ luôn đi. Xong rồi. Bát nè. Lộn. Khi ghi 4k. Sí. Có ai nữa không? Sí, chị ghi kìa. Sí, chị không lấy rồi. Sí, chị không trả lời rồi. Kìa. 4k1. Đừng sợ cũng tới em à. Azugon Quang à? Đây đây. Đó là con Quang rồi. Đừng đưa cho Quang. Đừng đưa cho đây, Quang. Đây đây. Đưa cho Quang coi như em mất 4k Kiri. Đẹp. Đâu 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 cái gì đâu rồi. Đây đây. Sợ nghe mất 4k. Ngay cái rường, ngay cái rường. Cái này thấy không? Nè, chạy đi. Đi đi. Không đứa nào bấm chạy Kiri. Hai thằng bấm chạy Kiri. Thấy có cái mùi lừa đảo ở đây. Kiểu bị chơi được 4k nha, phải bài mừng. Bánh mọt. Sao bà nó xung xung. Như con xung em có bánh mọt chưa đâu. Là có rồi. Chết nè Quang, giờ đi em. Thôi cầm đi, lỡ rồi. Ừ quá à, nè. Bài nó cầm. Gạch tháng thiệt, bánh mọt kìa. Đó, Quang đưa đó. Mình sẽ ghi 3 cái chính. Kim 100 gon, rồi, kim. Bánh 2. Mới nhâm rồi. Trăm gọi. Mình được quyền bích nữa không? Trăm gửi. Anh xin biết che đi. Thôi mẹ nó trăm gửi kìa mẹ đi. Để 200 biết. Luôn kìa. Trăm gửi. 200 luôn kìa. Trăm gửi. 200, 200 rưỡi kìa. Cappuccino. 200 vô rồi. 100 anh, lại anh. 200 rưỡi rồi. Bánh 1. Xin nhẹ trăm gửi. Hai gấu hả? Bỏ, bắt. Saber 200. Đếp là... Bắt luôn. Cái này nó giàu quá anh ơi, đừng có biết của em. Tiền em nghèo lắm anh. Cháy cái quần quẹo ở đây. Chạy chú nè, Saber. Cabu ơi, chạy Cabu quá, Cabu quá. Trời ơi, thằng Cabu công nhận nó mặt nó dày. Ba, Odic kêu ba. Ngoan. Chấm cái gì? Chấm 2. Má tròn đi mày, 50 gô, 150. Ờ hả? Ê, mình chơi 50 gô lần mít nha mấy bạn, không chơi. Ờ, không có chơi lẻ lẻ nha. Mẹ chia cho nó chẳng tiền. Ai vậy? Ai mà chấm gửi nặng, anh cáo cái gì vậy? Cái gì Cabu hoài vậy? Nhanh lên. Hay á, nói chung đồ ấy sao bà, ngon á, quyết. Ủa? Bây giờ là Cabu hay là thằng cái này?
Candy cầm gôn, được chơi Candy. Không, đưa rồi, Cabo rồi. Hay lắm rồi, ai cần một người, cần một người lên đi chung rồi. Ba người hả rồi. Xin cái vùng mẹ vậy. Bốn người đi, tại vì ai biết nó có delay. Còn thêm hai người vô đi mấy bạn. Trừ sơm mai nha, trừ sơm mai nha, rồi đó, đi. Vải chuyển. Kéo nó về. Rồi, đủ ý, đủ ý, thở em. Nói sao giờ chuyển qua ăn xịt luôn đó hả? Hãy cho em cà rụt và ác cuốn xì nào. Tôi tháng 12 không cả gâu cháu cháu nằm. Game này gấu lên là? Omega Pep. Có 5 năm mà chú ơi. Sao cháu nó mượn mua cái gì vậy? Không biết, nó mượn 500. Ê, à, con nợ gì vậy? Cháu chả biết, nhưng mà con nợ này cháu cho tới 3 tháng cháu nợ đó. Nợ nào vậy? Sam. Sao giờ đi mượn nợ vậy em? Nợ đó đâu phải là nợ đâu. Đó là tiền của chung mà. Lấy thân trả. Vô chồng con vợ. Xin chồng con vợ. Nó xin, nó xin nghe nữa. Chú Kiri đứng sức lên. A dynamic quest has begun. Tôi thì dính nào vô. Ôi cũng ngon, cũng ngon. Như tuần trước mà không. Sao bà đứng yên, sao bà? Đứng yên, sao bà? Đứng yên. Hay hết rồi chú ơi. Đứng yên, đứng yên. Hay hết rồi. Chạy chứ. Ôi. Cháy đồ chứ phải là kia, khổ quá. Tại vì nó nói đứng yên mà nó không nói rõ là đứng sao nữa. Phải nói. Ồ, có phải đầu tiên đi từ 3 giờ nè. 3 giờ, đi từ 3 giờ đi. Cái lề ngon quá. Hai lần mảnh hai rồi. Ai công nhận hai quyền lẹ ha. Là 12 lần vô cuối cùng đúng không? À, đó mình cùng mà. Là ba mấy tập mấy tập bắt ba hả gái? Gấu đạp xong rồi gấu đi qua đây đứng nè là chuẩn luôn nè, đứng góc bên đây nè. Ờ giờ Yến khỏi làm gì hết. Yến khỏi làm. Kim 4 giờ, Sa Chi 7 giờ. Xong. Ba. Hay gì vậy? Làm có đi từ 12 em là 3 giờ đó nhau đi. Ừ. Qua đây 3 giờ qua đây. Ok, bắt đầu 3 giờ nha. Nếu mà đi 9 giờ cũng được rồi đúng không? Được thì 9 giờ thì nó đi hơi ngược thôi, khó làm. Không, gấu chỉ muốn hỏi cái trường hợp đó thôi, được mà đúng không? Okay. À, đi bên nào cũng được hết, nhưng mà không phải là 12 giờ. 3 hướng 3 giờ xuống đây qua đây. Ừ, nó có nhiều đường thẳng cho đứa bé. Rồi, ready? Chưa, cắn bút lại cái. Chưa, từ từ. Chưa, từ từ. Rồi. Công nhận vẫn cầm con men của mình đi vẫn ngon hơn. Khoan. Khoan. Hòn quá, chưa bút ta lít mình nha gái. Từ từ, để chỉnh lại cái mắt cho mấy người này cho dễ nhìn. Gấu là luôn ưu tiên cho trái tim nè. Thằng này hay quăng lựu đạn nè. CC là ô, sẽ quăng lựu đạn đâu. Thằng này quăng bơm anh hoài. Xem còn bad boss không anh? Anh nhớ mãi rồi quan. Thì tệ cháy mắt khó, cháy mót hình cầu. Ở đó em cầm đi. Smoke hình cầu. Đáp sao muốn kêu anh sao chi? Đường đường em có bơm khói. Em có bơm khói này để em cứu anh, để em cứu anh. Trời nghe lon con lon con lại. Cái gì? Cháy mót hình cầu á. Nổ bắn xa. Rồi vô đi cái đề xong rồi đó. Bùm. Ừ nó không có xì. Mày nghe tiếng lon con chọi ra biết liền à. 3 3 4 6. Đấy chết. Cái gì nãy con nói gì không? Sao không vào? Vô đi. Thằng lái bé xèo kìa. Lóc. Lóc. Lập lóc ở đây đi. Ngoài. Trong. Trong. Selection. Phải chấm màu màu nè. Rồi bớt đọc mấy cái nhảm nhảm đi. Ok.
Rob. Rob. Punishment, why? Down. Selection. Down. Đây mẹ anh ơi. 3 4 6 Ê đứng lộn quá bạn, đứng lộn quá rồi. Tới đó từ 3 giờ mà. Có nhớ không? Đó. Chết đi. Mày tìm được hết mẹ anh rồi. Có thấy nghe không? Khổ thật luôn á. Này thì nói nhảm cho nhiều vô. Xét đi. A party member has been defeated. Nghe con cái đi, con hướng á. Lẹ đi chút vô li bóp ba luôn. Hả? Không tập cái kia à? Không. Đi xong mới có 12 giờ. À, 12 giờ. Cái này giờ 12:40, 12:50 li xong con này rồi. Còn dư 2 tiếng đồng hồ. Chơi tí 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 tí. Ờ vô tập, chơi vô tập thì ngày mới khỏi tập. Hôm mai tập tí. Giờ muốn li hay là muốn ngồi nhìn nó hoài chán lắm. Tập đi. Luôn đi. Tập cho nó quen. Tập đi, mình ly cho nó lẹ. Còn ly cà khẽ nữa. Sao? Đúng nè, khoan từ. Nè. Bên kia còn element không? Hết rồi. Còn 11 phút lần. Còn 11 phút ly rồi. Ly nữa rồi. Rồi, vô nha. Ờ, vô đi. Ok. Vô. Please try again later. Up. Up. Down. Why? Selection. Mát kìa. Hồi sát quá. Đâu ảnh hưởng gì đâu. 3 giờ nha, 3 giờ nha. Nhảy. 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 3 4 4 6 7 7 9 1 hit, 2 hit, 3 hit, ghé đi tôi kê đi. Kê đi. Nhảy. 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 Nè giờ nghe con nè, stun trước kia đi sao không? Stun. 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 Delay FM nha, sao FM? FM. Kia đi, tụi kia đi. Trời học bài. Rồi. Go out. Okay. Anh đi 2 thì để kia đi 3.
chuẩn bị stun. Stun. Nhảy. Sell iframe nè. Chuẩn bị KD. KD. Nhảy. Chuẩn bị stun nè. Stun. Stun. iFM. Chuẩn bị KD. 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 Wow. Bên này đúng không? Phải á. Bị không muốn lót, không muốn lót, lót lại, nhảy, 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 chuẩn bị stun, stun, còn ai lót một kìa, lâu nãy lót stun được rồi, hướng của cây ghi á, ôi em đứng xa em lót được rồi, em không thấy, như vậy em bay vô tanh, em bay vô tanh nó lạnh luôn, hồi nãy con nãy thấy cái siêu mở. Cái siêu mở nhưng mà chưa tanh kịp nha, em bay vô tanh luôn. Em đứng một lúc cái... em thấy ba tên một lúc em mới bay vào. Em từ từ, còn nhiều người mà em bay vô cái lạnh luôn á. Cái bay vô của con BD á, cái bay tanh của nó thà là đi bộ. Em đứng từ ngoài em đi bộ vô cần càng sát cho trong nó thẳng hàng. Mà em đứng gần nửa cái map em bay vô cái lạnh luôn, anh thấy nó lạnh luôn mà. Bay cái đó lệch phải rồi. Mấy cái con nào mà tanh nhất là BD á, tanh cái chiêu số 2 á, là phải một là không lóc thì tanh, còn lóc rồi thì đừng có tanh. Ở quả cắn là mình đủ mà, team mày đủ mà, hai con Formaster là hết, hai hay là hết rồi, một con sum là hay ba rồi. Anh chết rồi. Nếu anh chết thì cho dù anh chết đi chăng nữa thì cũng còn Yến nè, là ba rồi, làm gì làm cũng được ba ren là cũng đã ba rồi. Bị được một cái rồi đó. Ờ là đủ 4 rồi, đứng thẳng hàng thôi. Kiểu nào ông tin chứ, giữ vị trí đi. Không có thiếu đâu sợ, con này có 4 thanh CC à. Vô đây kia đi. Có... thôi mà tin hụt là thôi China à. Không mà thôi, những cái tanh là không hụt luôn á. Sao? British Burns, why? Đâu? Select. Không. Không. Ngoài. Không. Selection. Nhặt giống. Hướng 3 giờ nha. Nhảy. 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 3 4 7 rồi. Rồi. Anh xuống đây kìa. Sao mày nói chính vậy? Rồi. Anh mà. Rồi kìa đi chạy rồi. Rồi kìa set đi. Anh xuống bóp. Ủa sao anh còn ở trong đó là hay, sao vậy hay vậy? Chắc bị
Có tới đó ép ra mà, con nào cũng ép ra mà. Thằng Quang nó còn chín đấy không? Cho thầy kiếm nó. Rồi mà, bảo rồi mà. Nó kho mà gấu không nghe được luôn á, giống như nó ngậm cái gì trong miệng của nó vậy đó. Bị điếc á, bị điếc ổ thờ. Không có đâu, anh mở mic lớn lắm, anh chỉnh của cưng đặc biệt lắm, 200%, anh không nghe được cưng nói, chứng tỏ là cưng ngậm cái gì trong miệng rồi đúng không? Nhả ra nha. Dạ, em nói lại nè, nghe em nè, đừng là gấu, nghe không? Nghe. Không, cho mình nhảy hụt cái gì, anh, cái đó là anh phải ép ra rồi, là anh đã ở ngoài rồi mà, con sum mà. Tăng ở deep mẹ luôn rồi. Không, đổi đổi, mày đổi server. Anh phải bấm F và bấm ZK. Rồi xong là anh ở ngoài rồi. Không, nhảy hụt hay không gì anh cũng đã ở ngoài rồi. Sao mà anh ấy xong chát cái combo được. Tát tim gì. Lúc combo hút vô, sau đó bắt đầu mới nhảy. Thì hút vô là F ra rồi. Làm sao mà anh ở trong đó được. Trừ khi anh không còn luôn cả thấy chiêu reset á. A clan member has connected to the server. Element còn 2 phút cơ. Trời ơi, cáp chưa được nữa. Kéo ngồi cho nó cắn miếng đi. Kéo qua cắn nha. Kéo ngồi cho nó cắn miếng. Kéo ngồi cho nó cắn miếng. Cái câu đó nghe mắc cười. A party member has been defeated. Con này của anh chưa không có học nghề đó mà anh đang mới học qua. À, em cũng mới học qua, em đổi ngày liên tục à? Em đổi ngày liên tục. Đổi ngày, ngày gì vậy Quang? Phải nói cho rõ nè. Tùm lum ngành hết á. Ngành gì? Ngành trái bùa, đập đá. Ừ. Khoáng sản chế thuốc. Ừ. Đang ráp gần xong outfit hết rồi. Đúng rồi đó. Người ta bây giờ người ta đấu trận chơi outfit gì đâu, người ta phải chơi outfit này, outfit nghề. Outfit nghề để ráp thằng xong rồi, anh ráp thằng xong hết mấy cái rồi. Trời ơi, 3 năm trước gấu ráp xong rồi. Mày chưa ráp gì hết á. Ê à, chip mình gấu, khổn gấu ơi, nhà nghèo nó gì đó. Ủa anh có một cái nghề em học không được, nghề gì là cái nghề sao học được ta? Nghề gì mà học không được. Từ từ. Kêu tát tim là gì? Mary Pointer á. Ồ, so cái đó là như bấm vô nó không cho học. Tại vì ngày đó bỏ rồi, hình như ngày đó bỏ rồi mà, đúng không? Ngày đó bỏ rồi, chỉ còn có 45 ngày chính nè. Ơ. À. Vậy cái outfit của em như thế nào? Hình như có trong cái nghề nào grab cái đó đó. Ảnh đúng rồi, ổng có chi số 1 mà, ổng để mặt cô ổng có số 1 luôn mà. Ông để mặt cô là 123 GT đủ luôn mà. Bét cái mặt cô là biến. Sum mết đâu xài một đâu. Oh no. Sum trai. Né. Sum trai còn ai trong khoái đất này. Sum là siêu gây chuyện. Ủa xem chút cái tab. Nó reset là gì á. Chưa đi ra ly con này nữa. Mời đi. Trời ơi. Trời ơi. Con của Sachi đó. Để chút kia nó vô chửi. Chửi cháu Quang mới được. Đi làm mà đất trời vậy. Sachi bắt con của Sachi tạo nghiệp cái từ bé vậy. Quang nó có tội tình gì đâu mà Sachi bắt con Sachi chửi con Quang. Đúng không? Đúng không? Em buồn lắm. Đúng không Quang? Đúng rồi. Cái mẹ. Đúng má. Trời đường lên sau bass say 8 thật là lâu.
Vì sao Kim về Việt Nam rồi đúng không? Tại sao Kim về Việt Nam đúng không anh? Đúng sao chị? Ừ. Tuần sau tụi em sẽ đập boss ba và tụi đó sẽ em tụi em sẽ clear. Clear boss ba chứ tập này nữa. Chắc chắn sẽ clear rồi. Vô chứ chú. Không có tắt gì anh em có xài mặt vô con đó đâu. Anh tắt kêu nào chút anh phải mở kêu đó lại cho em nha. Tắt tắt tim là chiêu gì vậy? Hắn đổi con mèo á. Gì vậy cái đi? Reset đi cái đi. Chưa có làm gì chứ mà. Đang chưa vô nữa. Kép đi. Đi chứ nó bắn tới già luôn cũng. Hết rồi, hết đi kép rồi. Nhảy vô màu tím kìa, từ từ để đang. Cái bắn cũng chết vậy. Ê, tắt mịt nữa chứ. Luôn hả? Vậy. Quẩy xa bên. Trời nó. Còn gì nữa không vậy? Quấy người vô. Ừ. Rồi chưa? Chiêu 4 là sao chú chưa hiểu. Cái mà nằm đất á. Rồi. Kiếm. Đủ rồi đó. Rồi. 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 Chào. Election. Love. Love. Down. Or. Direction. Đẹp chưa ông? Ba giờ. Em. Nhảy. 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 Ba. 6, 7, 8, 7, 9, 12. Ghé đi tui KD nè. KD nào. Nhảy. 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 Chuẩn bị tên. 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 iFrame. Nhảy. Chuẩn bị KD. Ok đây. Nhảy. Qua đã đủ xa. Chuẩn bị stun. Chuẩn bị stun. Stun. Nhảy. iFrame. Chuẩn bị KD. 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 Thiếu rồi.
gào. Chết. Ông bị stun. Stun. Bang hai frame. Chuẩn bị kê đi, kê đi. Phải nha. Lo nhảy nhảy lóc lóc giùm em lại 3 giờ xem bị đứng rồi. Tên con siêu kìa, tên đang xanh ở trần ai ai lệch thế vậy trời. Cái này lóc like cho đàng hoàng đi, có cái like không mà đâu cần đi bét đâu. Có cái tên nữa, nó hiện ra là tên liền được mà. Đang không, đang tên giữa trần rồi, còn tự nhiên cái siêu nó hiện lại. Người ai đứng đợt á. Bắp bột chắp qua chắp có 2 cái rượu lắp lại. Nhìn cái debuff của mình coi có cái debuff đã lóc được tập nhìn chưa? Debuff đi chợ lóc thì mở người lên coi người đó có lóc không, lóc rồi thì né ra. 2 người đứng chung chỗ có 4 mấy cái like mà đóng người. Bây giờ bị mấy cái like hoài luôn. Đủ rồi, vô đi cái đi. Lâu. Lâu. Punishment. Chào. Collection. Lock. Lock. Ngoài. Collection. Thật ghê không? Tưới hoa 3 giờ. Ép. Nhảy. 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 3. 4 7 6 7 9 ghé đi tôi kê đi. Kê đi. Kê đi. Ôi trời ơi cái này. Nhảy. Nhanh lên, nhanh lên. Người con nè. Con. Ừ gì. Rồi reset đi.
has been defeated. Thì chỗ đó mày khỏi xe phải không? Tuyển thấy hai người lại nữa thôi. Xe cho hết cái vòng rồi, cái điểm muốn đi đâu đi. Nhoi đứng cuối cùng á thì để nhoi xe cái cuối đi, khỏi cần lui vô. Thấy nó gần rồi mà nó chưa vô trong hoa nữa hả? Nó nhận một chút nữa nó mới nhận. Nó phải đi xin, nó có đi xin mà. Vô nha. Khoan. Có đụng. Rồi, vô đi. Không. 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 Lâu. Lâu. Chào. Chồng. Em nhảy. 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 Thứ 6 7 9 9 1 hít 2 hít 3 hít. Kê đi, tôi kê đi. Kê đi. Nhảy. Nhảy. Chuẩn bị. Nhảy. Chuẩn bị tên. Tên. Tên tên. Mày chạy đi. Chạy đi. Nhảy. Đi con. Con. Đi xếp. Mày chạy đi. Chạy đi. Mày tên. Tên. Kì xếp. Xếp. Kê đi. Kê đi. Hả? Mình nằm đây chết. Đấy.
Nhảy. Nhảy. Chuẩn bị stun. Còn một còn cái số quan kìa. Dạ, bây giờ. Từ nhìn đây nhìn hướng có đứa nào. Mà sao hướng của quan là hướng mẹ 2 giờ trả 2. Không. Ngoài. Trong. Selection 2 rồi. Đi hướng nào anh cho chi? 12 369. 12 369. Trở lại chỗ cũ rồi đó. Lọc. Kim 1 giờ. Ngoài, trong. Trong. Trong nè. 12 giờ tới nước nha. 12 369. Tưới nước 12 giờ. Em. Nhảy. 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 12. 3. 3. 6. 9. 9. Rồi vô đi. 1 hit. 2 hit. 3 hit. Kế đi tôi kế đi. Kế đi. Nhảy. Tân được kế đi nha. Nhảy. Tân. Tân. Kế đi. Nhảy. Đi từ từ đi. Nhảy. Nhảy. Tân. 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 Thiếu tân này. Đúng rồi. Kê đi. Kê đi. Chuyển. Ở trường nha, từ từ. Đó, giờ đủ tân, đủ kê đi đó. Tân. Kê đi. Trái phần. Phải không? Phải. Phải. Cầm mua lóc, lóc lai. Nhảy. 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 Chuẩn bị tên. 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 Dễ hết 7 giờ. Nói thử kìa. 12, 3, 6, 9 tiếp. Không. Mấy cái này dễ. Không. Push mình chờ ở ngoài. Trong. Selection 3 lần nha. Đọc. Đọc. Sửa sừng 3 lần. Ba lần.
Ngoài trong. Chuẩn bị selection 3 lần. Giống. Tưới nước 12 giờ. Nhảy. 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 12. 3. 6. 6. 9. 9. Rồi. Kế đi, tôi kế đi. Kê đi. Kê đi online nha. Nhảy. Nhảy. Chuẩn bị kê đi. Kê đi. Kê đi. Kê đi. Nhảy. Chị chuyện. Nhảy. Chuẩn bị kê đi. Kê đi. Nhảy. Cái chạm này nó chết rồi. Nó chạm hai cái nó chết rồi. Mày kê đi. Kê đi. Rồi qua đây nhìn nó chết thôi. Chưa chưa. Hình như chết luôn gì á. Chết anh, 750 triệu. Bên trái, bên trái. À, chúc mừng nó đi. Mày hả bưởi, đéo về mít đâu con. Nét nè. Cái này không quá hấp dẫn, cái phần sau kìa. À, đi mình vampire hả? Thôi, để roll đi. Có ai cần không? Không cần em biết 100. Rồi, biết đi. Bảy năm. Sao chi trade lộ mà thằng Quang, Quang lấy luôn. Thiền Quang ói tiền. Kết Quang phải ói 200. Bảy năm, ngừng cứu bệnh đi. Ok. Thủ bảy năm mà không ai biết luôn. Sao thằng Quang nó hiền quá vậy? Ủa, 1090 luôn à. Rồi, 321, chạy. 300. 300 lần 1, 500 lần 1. 500 lần 2. 500 lần 3. 500 lần 3. Ai là anh? Chủ sở hữu mới của mảnh 5. Mảnh 3. Anh xâm đừng có biết chưa nữa. Mà anh có 100 gold. Con đó anh chúc em biết mảnh 3 sao. Em còn thiếu mảnh 3 con đó nữa à. Mới có hai mảnh gì điểm thiếu mảnh 2 mảnh 3 em đổi được 300 quan cái đó để em biết cho 3 cappuccino biết cho nhiều vô cũng vậy hả em quan mảnh 4 đừng nói thái chứ anh đau lòng em con tim em đau nhói kệ em muốn là em mát hả anh nói cho anh đâu gì đó khổ quá. Ủa, em không biết hai em. 400cc. Sao Yến nghe hiểu vậy? Thường Yến nói gì mà. Anh làm như CC, chay CC kìa. Hà buồn ngủ. Đến 3. Hình như cái social tụi này nó bị đói quá hay sao? Tụi này bích ghê quá à. Candy 300. 1 2 3 chạy. A party member has been defeated. Từ từ quen, từ từ. Nhưng 3. Hết hả? Thôi. Tứ gì hết rồi má. Bữa nay không có nhiều đâu. Thì đổi rồi. Chầm.
Là em ta 150 giờ 100. Đứa nào biết 150 cho nó ứa mề đó. Chay ngoan 100. Ủa sao kỳ vậy? Sao nó biết được 100 gô? Ba mình đó sao nãy gấu biết 150 ba mảnh mà. Cuộc sống tại vì nó biết 100 rồi, gấu biết lên thêm chi vậy? Đúng rồi, tại anh chứ tại ai đâu. Đã ra một câu chuyện buồn. Hồi nãy có biết 100, nó biết lên mà. Thì ra nghe điện xong vào đã biết xong hết rồi. Nhanh vậy. Mảnh 3 đổi ngoài biết bao nhiêu mảnh nhỉ? Đúng nó biết 120 đúng rồi. Đấy là gấu biết 120 đấy. No, hồi nãy nó biết lên, hồi nãy là gấu biết 100, đáng cho nó được có biết. Ờ nó biết 120. Sao cái gấu biết 150? Ừ nó mất dạy gì đó. Nó mất dạy thì. Ai biết anh biết? Ai biết anh biết? Em có kêu anh biết không? Em nói tiếng nữa đi. Anh gửi hình qua cho em. Có kêu anh biết không? Không thể kêu anh biết đúng không? Anh có thể bát nhưng mà anh không bát. Anh biết, anh phải chịu. Đúng không? Ok, lên công phép 5 được rồi. Phải lồn kim cất mạng. Đó, cái đụng mẹ tự nhiên lắc. Em đang bay qua cái tự nhiên lắc ngay cái thềm giữa bay với lại đi. Nhoi hết hết nói chữ kia. Đứa nào lùa nó xuống dưới đi. Em lùa xong hết rồi. Còn làm chuyện này đâu. Xong hết bên này rồi. Ờ dạ. Qua cầu bên kia đi. Cái này sẽ thấy anh gấu gì không giận quá nha anh gấu. Tại do cưng thôi. Má thằng Quang nó cũng có hiện, má thằng Quang nó cũng có hiện đâu. Giữ thấy mẹ nội luôn. Em thiệt mẹ rồi. Mới nói nó một câu thôi nó. Nó táp như chó sủa vậy đó. Ờ nó mắc lê lệ vậy. Nhầm. Ê chuột. Nhầm gấp. Gì trời. Trời đủ. Vô đi mấy má. À là anh. Vô đã anh ơi. Mẹ nó. Người ta vô nó còn áp cao mày. Vô quýt đi kìa đi. Tăng ở trong á kìa đi. Ờ tăng góc nào tăng góc thôi. Bye bye. Không ai nói vụ này quên. À cứ đứng nhìn đi đánh. Con này có mấy kill à. Quen rồi. Biển coi đi đâu. Ờ gấu đi từng rồi gấu. Từng rồi có người clear cho gấu vô. Vì gấu chết đi cho nó quen. Ghen mùi đất với đó, mùi zombie với The Walking Dead phiên bản. Thằng quen cái... nó đi nhiều nó cũng chết kìa. Thôi nó vô dụng mà. Nó chung với con Sam là vô dụng. Phải chết đồng đi hay xuân kia không ai nói luôn á. À, cái gì cơ? Nó ngồi đi. Vừa chạy đi vệ sinh gái mà. Và đen thui. A party member has been defeated. Không thấy gì không gặp? Vì vẫn còn đang bay. Không chết rồi. Không đang bay rồi hết. Đó, đẹp rồi. Chết lẹ vô chết xong. Iframe. Anh vừa đáp mặt đất. Iframe. Có cái câu. Em con vô được chưa? Được rồi. Đó. Coi cúp lại là con. Ở đây chỉ có 2 người quýnh rồi đó. Rồi, tao mới nhắc 2 người, giờ còn 1 người. Bây giờ có thêm mấy người mới ra nữa rồi. Họ cảnh thành công. Rồi, rồi lại mất thêm 1 người nữa rồi. Nó có vụ swap nữa hả? Gấu, gấu cộng người vô. Má ai cũng đi chỉ có mình đơn mà đỡ lại vậy sao vậy? Không thể đem so sánh với một người đã có kinh nghiệm với là một người chưa biết đi. Không, mỗi ngày mua đành để đéo cần ai về em chứ mà. Cũng đi bán muối mẻ ở dưới rồi. Ba hành quá là chủ. Kinh nghiệm. Tôi vừa thấy người nhoi vừa nhoi nhoi. Ủa giờ còn có 2 người vậy? Ta thấy còn mình với thằng nhoi à. Bùm. Còn của mình nó đã lại luôn bán nhoi đi mất tiêu. Mày kể nó không thành nhoi vậy rồi.
Vừa mới nói vừa dĩ câu là nó đi cái bùm. No, thằng quen mới mắc cười, nó bay tới chưa kịp đáp. Cái kiểu như là xuống, bùm, cái kiểu như là sân bay vừa hạ cánh bão thổi. Mất xác. Ba mập giống hình thằng Candy à. Không thấy mặt của nó ha. Ba con này là ba cái con tạo nghiệp nè. Con màu trắng là gấu nè. Bảy. Con màu đen là nhoi nè, tại nhoi hết da đen. Ủa bên bên Việt Nam giờ mấy giờ rồi anh Sachi? 1:22 Chưa. Chưa chiều rồi. Chi vậy? Đâu em đang bán đồ. Giờ đây Thư nó chưa cũng chưa em. Nín luôn rồi. Thư liên quan gì anh, lâu em đang bán đồ con xám mà. Bán gì ra nó nữa? Bán cái đồ chuyển tập á, chuyển race á. Có là mùa nó đi ra vốn của những cái đứa mà. Một đứa nó thì nó cho mượn một go, rồi một đứa bán. Ờ, một đứa bán giảm giá. Giảm đâu em cho đúng giá mà. CB một có 1.000 go cho 1.000 mấy. À, giống như là mấy đứa giống như là con gì ta? Thấy mấy này bị tí này bị sao mê muội vậy? Nghe bài hát của Kenny chưa? Nước mắt anh lao bằng tình yêu mới kìa. Mắt của Yến, con của nhân vật của Yến vô hồn với gì đây? Để em bị em nó này cả. Sam ơi. Chị mặt như dạ. Đôi mắt. Quỷ Kenny. Để đủ chưa? À, để kêu chơi nữa cho đủ. Kim có khi tăng được nữa. À, Sam hot chi trời, ai cũng giành giật hết trơn. Đâu mà cho, ai lấy cho. Em không nhẹ, dạo này cũng mắc lắm. Ủa, thuộc chị em hay sao mà mấy ai lấy cho. Nghe mắc cười. Tặng luôn á. Ừ. Quay nó thèm chảy nước rồi, lấy nắp kinh nha, lâu miệng em ơi. Bây giờ đến ra hỏi Sam về. Sam em có thích quen không? Không, phải hỏi luôn sao bờ kìa. Sam. Ôi, đòi tiền liền kìa, sao mày 500 gold? Anh không đòi quà. Nó còn lại em 500 gold nữa. Win gì? BD win á hả? Không, cáp em win anh. Chưa, từ từ. Chưa, đợi ông Kim còn, đi. Còn Kim béo chuyện đâu. Kim béo. Ê, tự nhiên này nó đổi hơn. Kim gọi là mập thôi, DC gọi là béo. Đâu, Kim béo chứ, tại vì Kim bảo dầm mà, ảnh dâu mà. CC còn béo hơn Kim. À thôi CC lại đánh bây giờ. Chưa nói xong. Rồi không câu trả lời phải bốn đứa chứ lộn. Ủa ba đứa sao? Đó bốn đứa thôi. Mà tính bắt lẻ liền quá lẹ quá. Đó cái đi mặt cháp giả man luôn. E là Yến. Rồi chắc chắn sẽ là ơ rồi. Nó sẽ chọn sao ơ. Sao đường sai vậy? Bình thường DC trắc nghiệm không có câu EA nhá. Ừ trắc nghiệm chỉ có ABCD thôi. Chỉ ABCD nhá. Không có mà. Không. ABCD thôi. Không, Việt Nam không có. Sam ở Việt Nam anh ạ. Thì đồng dạng không có anh. Hay là kiểu phú cũng không có. Không, có E là cả bốn thằng trên. Đâu, for Sam mà. Đâu, phải Sam chứ. Phải Sam mà. Phải Sam. Ủa, Kim rành ghê ghê, Kim trả lời luôn. Phải Sam nghe. Kim rành quá mà, gấu ngây thơ. Gấu ngây thơ, một gấu lâm chứ. Cái này, cái này cái này kia biết thì gọi là chiêu gì không? Tướng mã phanh thay đó thấy không? Tướng mã phanh thay. Gấu thì mới biết tới pho xăm mới chưa biết tới phải xăm.
Rồi đủ rồi kìa. Go đi level map 3 xong rồi mình đi cà khỉa tiếp. Ờ nhét regen đi nha mấy bạn. Đỡ để nhắc những cái ra. Mới nhớ mới được. Để ăn. Cô này đéo cần đam. Con này chỉ cần khắc B và regen thép. Cắn cái bột cái. Cắn cái Đi không? Anh lời câu hỏi kia đó. Đừng mất 20 đẹp 25 regen. Rau rau. Rồi. Thư thiên thần, thư thiên thần. Cái gì thư cái trả lời câu trả lời là thư thiên thần, cái thư là thiên thần thư. Rồi xong cái thần thiên thư. Thần thiên quyền sắc nhiều vô. Vô đi. Đúng chưa? Thâm chưa? Chưa. 3 quăng chiêu. Vô quăng chiêu. Này thì quăng chiêu. Cho nó cái danh tính này nằm đâu vậy? Em nhồi nhồi. 2 giờ. À chó chó, qua chó. Chó nằm đâu? Chửi, chó, chó. Chó, kêu chó ơi. Chó. Thấy không? Chó. Là để biết con chó mà. Hai bên kia tự sống đi nha, trên này kìa. Em chưa lỗi la lên. Cái này, cái này. Qua phụ cái này đi, có ai qua phụ cái này một đứa đi. Kim kìa, kim tăng được kìa. Ủa, qua tới đây nó không chưa bị xét tắt hả? Luôn nghe tiếng quạt của ai vậy? Nên sẽ quạt tắt quạt nha. Anh đi còn 3% nữa. Rồi reset. Rồi get out. Candy cho nó đi theo lấy gì mà reset kỹ reset nó stuck. Nó vừa chuẩn bị giảm AOE là phải đi ra diễn nhanh ra. Tới giờ này chưa hiểu nữa hả má? Chuẩn bị kìa. Ba góc. Con nào vậy? 6 giờ 6 giờ. Chơi bơ. Chết không tí nha kìa. Còn lo mày xem. Có cái lượng giết được Kim nè. Đó là lăn cả chết liền. Tính ra Kim có quy tắc gì thôi để Candy nó quýt boss ngon hơn à. Phải nhìn gây. Bốn chục phần trăm phải không? 40 2% nữa. Rồi. Demit. Âm tường. Không quên. Đấy. cái tường chó thì chứ. Âm tường. Cái đó là phải tường. Hạt bụi nào hết kiếp đỡ coi. Anh gấu. Anh nằm tường mà. 10 giờ à. 10 giờ. Con của Kim kìa. Kim đang cái gì trong họng kìa. Mày đi Kim đi. Nhìn đi Kim đi. Thì hồi nãy em cũng vậy á. Nãy con boss 2 á. Nó đắng em nằm ngột ngay thấy save zone luôn chuẩn chết. Để hiểu. Lú cái chân em. Lú cái chân. Thật à lú con cu. Người ta em là nữ mà. Ê biết đỡ cú có gà gì đó. Lú cầm lông. Lú dây lụa ấy. Dây lụa nó còn dính bên kia đó. Anh đi biết rồi ông ơi. Nó thang gấu trời ơi hoài kìa. Chết. Trời ơi chết của ai. Ê kêu bé gọi là chó. Nó biết cậu mấy con à. Vậy kinh quá. Con nít nó bắt đầu lớn nó ồn thiệt chứ. Ồ à. Tôi mai thì chính là đi cỡ mà. Trời ơi chó kìa đó đi vô. Tôi nhà vui cỡ. Không nó quen miệng nó gọi hoài luôn á kinh này.
cứu gấu kìa. Câu đâu rồi? Ta chụp hình coi. Thôi lên coi phim nha. Dạ, hỏi kèn, mỗi người xếp hàng hỏi kèn. Từ để kiếm pháo hoa đó. Chưa làm quét thổi. Từ khoảng cứu em, khoảng cứu em. Cứu em để anh thổi cái. Tao nguyên đá mình thổi 6 chiêu độ như gấu. Chiêu độ gấu. Đến selfie xong gấu quay ngược, quay 180 độ. Chụp tấm hình lại thổi nha. Mà đi đổ luôn. Thà bấm 4 chứ không để bị xí nhục. Chỗ sao nó đang hói trầy cái ngoài kìa. Để cái lên. Chạy cho nó đi. Ra gíp cho nó đi. Ủa đứng cho bay gíp được mà. Chút ra lấy con sao. Không, mình phải lấy con chứ anh. Phải lấy con này còn hỏi nó nữa anh. Đã được siêu thoát rồi. Đi nhoi. Có thể là được xài cái mô đó. Mèo á, sao chi mới chỉnh á. Cái nó gần lượng quá trời. Mèo nào? Mèo sao chí à? Nó con đẹp mèo thằng nhoi á, nó bỏ lên kìa. Đâu? Thôi để em xíu. Cái hình emoji mà thằng nhoi nó mới bỏ lên kìa. Ờ. Xấu tàn mà. Nó làm sao? Thấy nó nhìn vui mà. Giống thằng nhoi. Ok, này quýnh sao tao quýnh mẹ nó. Mỗi lần đánh em phải giết lại. Đâm đập là quay mặt. Ủa cái Foster có quay mặt được không ta? À không anh. Ta phải là Moonlock, một là iFame. Tự test ra. Foster gấu nhớ là iFame mà. À giờ nè, sẽ chuyển một cái bạc ti để Will quýnh lộn. Chạy gấu với lại Kabu đứng chung chỗ hả? Ừ. Ờ, hai người chung chỗ cho BB lộn 44, ờ. Hai người đứng chung chỗ cái chích chùm. Đó. Được. Rồi em ra em trade cho nó cái. Đòi gì vậy Sachi? Đòi mẹ nó. Nó sổ mũi nó nhõng nhẽo. Hay quá. Mới vô là cào. Một quá. Một cào. Trước thẳng hàng. Trước sau Ross. Spin. Spin là pin cái hồng mua lốc đầu tiên là chỉ để bớt thôi. Sau đó là quay đập 5 hit. Đập 5 hit, quay mặt. 5 hit, quay mặt. Rồi mới rush. Rồi CC rush bot. Rush xong là iframe, iframe xong CC bot. Tên hay KD ta, quên mẹ rồi. KD. KD chứ câu thời gian. Hôm nay chúng ta xem Quang có sống không? Xem không nói anh. Anh Omega Bad rồi anh nói gì nữa. Quang ơi, Omega nó không có activate trong cái Demon. Sao? Nhưng mà cái vấn đề là máu anh trâu hơn. Ồ, máu anh Quang trâu vậy. Ghê. Đó, hay, hay. Chỉ có 3 cái mắt thôi đó. Máu gấu hơn mình luôn chứ. Ghét cháu quá, hồi đập thêm Battle Stay Hand. Đó là quả trời. Battle Stay Hand nè, cho bằng. Ghét cháu quá. Bùm, lên. Trời, nó có đi vậy không? Mẹ, lâu lắc. Cái đi vô tập trước đi. Tập lấy. Để ra, nó bị vô thôi. Vô quýnh cho cái đi cho vui. Trước sau thẳng hàng. Ross spin lock 5 hit. 2 3 4 5 quay mặt đi thằng vào mặt Ross.
Điểm gòn rồi. Burst. FM. Beat. Top. FM. KD. Ai tên vậy? Ủa? Thường tên hay KD? KD. Có mấy cái một nụ kìa. Cái nụ nó nhỏ hơn cái bông hả? Cái nụ đó là cái nụ Má ơi nó thổi ngu người. Thôi mắt cái nụ nó sẽ một chút nữa nó phát triển lên, nó thành đội lên cái bông, mà đã lên cái bông rồi ấy sẽ hồi máu cho con boss là một. Thứ hai cái bông nó chỉ có thể tiêu diệt được bằng cách là hai cái con demon nó cộng dây cắt cái bông. Và lúc cái bông nó chỉ có là lúc phase 60 thôi, bắt đầu phase 60 là phải để ý cái nào bông hai demon đó, là phải để ý cái nào bông nó trội lên đó. Là phải đi cắt nó trước rồi xong mấy hai đứa thông nhau một cái rồi. Quay đừng có nói chữ thông. Gặp nhau được không? Hai đứa chạm mông. Hai đứa chạm mông. Chạm mông một cái. Hai người chạm mông cái. À. Giao thoa. Nó dở chứ, hai người chạm nhau một cái thì lúc đó mới đi giết mấy cái nụ. Nó có mấy cái bông đầu lên thì chỉ có cắt bằng cách cắt thôi. Rồi nè, nhiệm vụ của ông Quang, các nhiệm vụ của ông Quang như sau nè. Nếu mà có mấy con ẹt chạy ra thì thằng Quang không có DPS mà là phải quýnh mấy con ẹt đó trước, hoặc là có đứa nào đứng quýnh ẹt để ẹt đó quýnh ra lua cái nó ra ngoài cho một trong hai người phải để chiêu ba phá khiên nó xong rồi phải quýnh đó. Chỉ có demon mới quýnh nó nổi thôi, rồi chỉ có demon mới phá được cái khiên nó bằng chiêu số 3. Nên phải lua ra ngoài, tại vì có cái dòng AOE như là mấy mét á, 5, 6 mét hay 8 mét gì đó. Cái dòng hút máu cũng 8 mét. Cái chính lúc này tập á, là chắc chắn là không lia rồi. Nên nếu lúc DPS á, là phải tập iframe, mấy kill này, iframe gì chẳng hạn, spin. Hình như cái spin 2 hit á, là lock được. Pin 2 hit lock được. Còn cái spin mà lúc nó rớt á, rớt xong pin á, thì cái đó là phải iframe. Nên lúc mà cái spin á, hay skill bằng lock. Cứ coi lock đi, đừng coi spin. Lock. Cho mọi người biết để lock luôn. Còn cái lúc mà rớt xong á, rớt. Dash đi. Rớt, dash gì cũng được. Thì cái đó là phải iframe. Ê. Ồ, hay quá, một con BM rất đẹp như một tiếng. Ủa, má, nó bay đây nữa, nó bay kia như kiểu người nhỏ. Thế là nó chết. Mày đã mất dạy nè, mất dạy nè. Giống gì vậy, tụi bay mà. Giống gì, chỉ nghe tiếng. Nó giống như mấy bộ phim Hồng Kông vậy đó. Tao chỉ đang thấy nó bay vào bên tay trái, TV camera bên tay trái, tự nhiên nó mất tiêu khi nó bay vô bot. Có gì tại tưởng giống như một bộ phim Hồng Kông bay vô. Quang đâu rồi? Chạy vô nè. Sao bữa về làm cục máu lên thì đeo súng lỗi đâu. Hai đứa này nè, Alan với Cyber á, là đi up combat lên. What? Mình alpha thôi được rồi. Mấy alpha con kêu gì? Mấy con kêu Quang hút máu mì nghĩ sao vậy? Thì có thằng gì, có thằng Cyber à? Cyber nâng máu vô đi em. Cháu. Máu đã thấp, bét cũng thấp nữa nè. Úp đi. Anh nãy đứng ngoài. Không, thằng Ala nó lên elite luôn rồi. Ở đây hình như elite hết trơn rồi. Cyber chừng nào mới úp gear. Ôm lâu lắm rồi đó. Úp từ từ đi em. Mấy người đấy nhóm xong mình bay vô boss ta, hay quá ta. Úp bét lên trước, con này cần sống ở phase 10% đó. 10% nó ghê lắm hả? 20%. Đang vô hết mấy vô bạn? Đang bắt 1 nè, đang cao dao cộng bắt 2 nè. Thôi, cho nó đi vô đi. Cái tự lúc nào không nhớ mình làm sao luôn á. Bay xong quay camera bấm chi số 2. Ở bấm chi cũng trái. Cái đó không phải là bấm số 2. Không, ba vừa tầm nó lấy argo của nó, lấy cái argo vô người nó xong bấm chuột trái là nó bay vô gì. Chạy thử biết liền. Nhưng mà lúc chạy vô là phải có argo của nó vô nè, bấm chuột trái. Chưa được. Nhớ mình đang bay gì mà. Đứng gần. Đó. Gấu quăng ulti kìa. Ủa không đánh hả? Không, cái đang test mà gấu.
Này, mày hả mày? Này OT hả gấu? Mày hả OT kìa? Thằng quỷ cái này mệt. Mày hả mày? Ngồi nào hóa kiếp thân tôi. Bên này vừa đứng chú hiền nữa rồi. Gấu ba được trời hàng lâu hợp phát trưởng. Sao lâu quá hả? Mất mẹ cái OT. Đã sao lâu quá hả? Không muốn lóc kê. Ừ, với vấn đề đéo không muốn lóc luôn chứ. Cái đấy đó. Biết sao giờ, bên đó lấy steel thì phải chịu thôi. Cái đi không muốn lắp cho team đi. Lắp cần thì sẽ như đó cái đi. Không, phải có qua đây. Tại mày cần dùng cái auto lock. Cho khỏi BB đi. Tại bấm cái không muốn lock là mất. Demon chắc không cần BB đâu. Trong trạng thái Demon là mạnh này. Xin lỗi cái ống. Kim. Nếu cần BB cũng tốt mà. Đam nó to hơn nữa. Tại sợ BB nó chết sớm thôi. À đù. BB. BB kìa. Chọc thôi. Không, về sắp party thì cũng khó. Tại vì không có steel và chịu chia vậy thôi. Thiếu server mà. Quá nhiều hàng cầm kiếm. Hình như hút máu xung quanh được. Đúng không? Hút máu AOE là chỉ cần... Nó cái dòng AOE đó bấm cái là dính được hết cả nguyên một team luôn, 8 mét nên chỉ đứng mé mé ngoài á. Ví dụ nhau ở đây đúng không? Là Demon nè, xe nhìn ra nè. Đó, nè 8 mét. 8 mét, tầm này là dính rồi. Nên gấu nó đứng cách khoảng ra, đừng có đứng gì nè. Gấu mà đứng gì là xong ăn hành cả team thôi. Đó phải đứng già. Chỉ cần một người thôi đúng không? Là đủ máu rồi. Khoảng 2 người. Thì nhắm 2 người nào ren thì đứng gần. Cầm lại còn melee đứng xích vô, với lại mấy con melee, mấy con ren quýnh tầm khoảng 8 mét, 8, 9, 10 mét gì đó. Yến ơi, gấu thì đứng 10 mấy mét. Yến ơi, chân gấu đứng ké, Yến ơi. Anh xâm chắc được. Ông cho tiêu đó. Không, ông có chiêu búp máu cho ông thì lúc ông hút xong cái bạc ti đó thì ông bấm Z lên là xong gì. Đủ chưa? Tuyệt tình quá. Có mắt rồi đó. Hai đề bon có hai cái. Nho. Má mày để máu nhiều dữ vậy trời. 320. Đủ chưa? Quét quét. Nhoi. Bấm lại cái bảng nãy lần nữa nha. Còn bao nhiêu nữa? 500 điểm nữa. Giờ gấu có OT đi. 300 nữa. 200. Trời ơi. Là chuyện trước bây giờ. Em đi cái này. Đó. Bay lên. Rồi. Rồi. Vô nè. Rồi bớt đi. Rớt. Lấp không muốn lấp. Không muốn kiếm nằm hết kiếm không muốn lắp mà kiếm gì nữa sao không bước mà không mặc cái đầu thôi gì cái đầu thôi chuẩn mấy cái hao để chi con cho chuẩn bị KD tăng chết queo rồi reset đi sao tăng chết vậy ủa sao chết giả học chuyện bắt nào luôn ổng không mà lót quá đến vậy bị hình đập thêm 5 hit nữa dẫm hết xong cái ăn cái rush không quay mà tới hai mấy thỏi chết luôn kim tàn ủa quan mày lấy tiền gì cố nói về tiền game hồng moon đó hả em thích em đòi chứ em có lấy đâu anh má thằng tăng chết đeo thằng tăng có nâng điểm HP ghê anh vậy đừng có nói tự tin là không nâng luôn nha đăng đi má không có nâng đi con nào cũng nâng hết trơn á tụi nó nâng hết trơn á ngoài nhà mấy bạn xài quá rồi đó có chụp hình ông kim kim hơi tắt rồi mở lại đi có đâu má
Coi lại đi má. Thiệt cái hình nè. Đây tăng đăng luôn. lỗi rồi, hình lỗi rồi, cái đó lỗi lắm rồi. Hình không có lỗi rồi, hình đúng rồi. Photoshop không kìa. Ê, khẳng tiện tôi coi 21k, tôi coi hình dưới thôi à. Ngó Kim sao không mua lóc bên đây, lấy Candy qua đây đi, Candy không cần BB đâu. Oh no, Kim 21k go. Mày mua zoom đó. Má ơi, mấy này giờ vậy. Ở chưa, số 6 là vậy? Rồi, xong rồi, anh chỉ cần bán giá mẹ xíu thôi là bài. Ờ, là này nó giàu lắm anh. Số 6 ơi, số 6. Nó bay bụp. Số 9 ơi, số 9, lộn. Có mấy nhị ga cơ mấy có bấy. Lấy cục sạc cho mẹ. Bán 700 năm, anh lên giá. Anh thà không bán. Anh Lan đâu rồi? Lấy cục sạc cho mẹ. Mà cục sạc cũng viết sai chính tả nữa. Sạc C má ơi. Lấy cục sắt cho mẹ. Cục sắt. Mẹ châu ở ngoài. Anh xâm mấy người ở Mỹ giàu, anh xâm người ta hay làm từ thiện lắm anh. Anh nên làm mấy cái quỹ từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó, neo đơn không? Đủ rồi kìa, cái đi vô đi Kim học blog kìa, khổ quá. Biết coi vô nè, cho nhiệm vụ đó đứng DPS được cái quy cái mặt ti DPS thì phải đi học blog cho chúng nó đi. Không muốn lớp năm hết. Chúng nó yếu đuối lắm, Kim phải biết gì. Chứ phải sao chi ép buộc Kim đâu. Quay mà. Rush FM Frame KD. Cào Gosh Gosh Pin phun lửa. Back mic. Ây. Nhảy. Đi coi gọi tới sành không chịu coi. Năm hết. Quê mà. Đát. Bên đầu chó gì nè. Thằng là chết. Ủa quên nãy quen em lấy lửa thổi dưới không? Đâu em thổi góc này nè. Chỉ cho cái đi nè. Không, cái đi đứng em 12 giờ phải không? Cái đi di chuyển một vòng cung ngược chiều kim đồng hồ qua đây. Thằng Quang thì từ đây ít ít vô đi ngược chiều kim đồng hồ qua 12 giờ. Ok. Nhưng mà nãy mình đứng khúc này nó cứ thổi ngang ngoặt mình luôn á. Không, Candy cứ di chuyển qua hướng 6 giờ, hiểu không? Nguyên một team luôn. Nguyên một team đang đứng từ 9 giờ, cứ di chuyển một vòng cung. Tại vì phun lửa xong nó sẽ về mid. Nên tăng hướng nào cũng được. Ok. Tất cả team để ý và đi. À, có ai team di chuyển không đó, đúng không? Okay. Team phải di chuyển, em cứ lái ngược chiều kim đồ hồ. Em lấy cái lửa từ lúc khoảng hướng 5 giờ đi. Từ 5 giờ, góc 45 độ từ 5 giờ. Đó, em đã tới vô xong cái em đi một vòng cung từ 5 giờ đi ngược chiều kim đồng hồ. Xung quanh con boss đi thẳng lên tới chỗ Candy tăng 12 giờ luôn. Thì Candy từ 12 giờ đi xuống 6 giờ. Nguyên team cũng di chuyển luôn. Ok. Nguyên team phải di chuyển không có DPS. À quên nữa. Lúc mà cái quen mặt á. Quen mặt nó sẽ gây đam á. Những người nào mà thấy nãy giờ á. Thôi lúc quen mặt băng đi. Rảnh băng đi. Đỡ đau. Ai cảm thấy chịu được thì khỏi. Ok, cái đó không cần băng đâu. Nhưng mà có thì cứ bấm đi để dành làm gì. Nhưng mà cái khúc nào phải cần băng mà đúng không? Không. Toàn là hầm một lóc với steel mà. Con này không cần băng. Tại vì gấu với cái mày có hai con băng à. Mà hai con băng lên demon rồi nên coi như là phế luôn cái băng rồi.
Nên lúc mà mỗi lần quay mặt thì cứ băng thôi. Băng được cái nào băng. Sau 5 hit đó, băng được cái nào. Có những chưa hiểu, phế rồi băng làm gì nữa. Ai phế? Thì chỉ biến demon không băng được thôi. Trong trạng thái lúc mà bình thường thì cứ băng. Lúc mà 5 hit xong quay mặt đó, thì cứ quay mặt thì băng. Cho mọi người đỡ đau thôi, bạc ti đó đỡ đau. Tính nhà chị có cái bạc ti à? Cái con bạc ti một đúng là phải chia ra hai con hai bơ mới đúng. Thôi, cho ông Quang nó siêu. Để có chia cắt hai con F em. Rồi vô đi. Ừ, lừa bấm F thiệt đúng rồi nghe xe nó. Vậy này. Thôi. Ta thấy nổ cái đùng thấy con Cyber nó ngáp ngáp này kìa. Con Cyber nó yếu quá. Chào. Đó. Không buồn. Hết. Mê Ly cứ đứng sau lưng Quýnh. Thôi mà. Chuẩn bị dính. FM. Cao. Cây đi. Cao. Cao, né đít nó ra nè. Thẳng hàng. Gosh. Rồi chỉ ra phía sau melee cho chị có sao đánh. Spin. Phun lửa. Quá. Thật luôn. 27-8 tắt luôn rồi. Ăn cứt rồi. Nói rồi. Chính xác chân con boss vô dùm một cái hết đi. Tất cả luôn trừ thằng Quang ra thôi. Thay đổi cho em. Thằng Quang nó còn quýnh mà, nó không thể nào nó đi ra xa nhất được đâu, nó đứng 15 mét à. Còn lại đứng sát chứ còn bỏ hết luôn. Y như đánh bò cạp vậy á. Đi xét đi. Em xung tính ra em chơi con xung dở vậy ta. Bây em mới đợi chờ 13 mét. 13 mét em mà biến cục lửa bay vô cho lẹ. Thôi dính xanh dính tắt. Á, mình đang sử dụng con xung, tí ông chửi chết. Đi lét không xâm đi anh. Thì gọi ra thành con khác nha. Sao chi lại tạo nghiệp ạ? Tại vì nhà này khoái tạo nghiệp lắm. Chán quá, không có ai à. Giờ này không có đi mẹ ao với Discord nhóc hết trơn nên không có chỗ nào hóng hớt được. Chán nên tạo nghiệp trong LAN cho dễ. Nó bụng quá. Sao chi đang đau bụng thì gấu. Không mới ăn nãy chị vừa đói quá. Nhịn đi. Ghét con sùm của anh á. Con sùm em biết chơi mà. Em chơi không có giờ mà giật aggro của người ta gì đây đâu. Ở đây con nào em cũng biết chơi trừ con xin thôi. Quay con nào cũng biết chơi hết trường Warden vậy đó. Con Warden con quay lên vào máy 26. Quang hết nghĩ luôn. Không quay con nào cũng biết chơi hết trường công thư. Trời ơi cú này đau quá. con thư là đặc biệt rồi con gái. Vô đi. Ốp game. Nghỉ game. Bác. Vô mình xong tới cả. Chọc ốp lắm cái ốp game nghỉ. Vô đi. You think you have me cornered. Rồi. Spin. Lock. 5 hit. Quay mặt. Đá. Spin. I fam. Kê đi, tôi kê đi. Kê đi. Cao. Ross. Lock, spin, lock. Lửa. Phun lửa. Chạy, tăng chạy. Quán chuyển nhanh về. Back mid. Về mid. Chạy.
5 hit. Đó. Em à. Em à. Cái địch. FM. Kê đi, kê đi. Cao. 91. Ross. 90. Chuẩn bị Foster. FM. Firefall, Demon. Cái đi né cái đéo Demon ra. Cái đi lấy luôn hả? Cái đi phải nhìn cái vòng. FM. Đấy, cầm Demon tăng à, phun lửa luôn. Bị rút rồi. Dễ rút đi. Thôi reset đi. Bị cuốn thì cứ bấm 1, 2. 1, 2 chục trái chục phải liên tục. 20 hit lên. Người tạo nghiệp chơi kìa. Đâu rồi. Candy để ý Firefall một cái là phải nhìn cái map. Nó hiện cái vòng tròn ra là né ra liền. Kiểu gì cũng phải né hết. Bán bốn. Cái Firefall đó là random đúng không? Đúng rồi. Candy cuốn một. Thì bởi vậy nó mới nói là tạo nghiệp đó. Bị rút cứ bấm 1, 2 à. 1, 2 chục trái chục phải. Trời đó giờ hôm bữa chỉ rồi mà. 20 lần nữa. 20 lần. 1, 2 trái phải liên tục. Nó có cái stack á. Đó. Để ý cái rod. Cái Foster hâu đi bét lại. Nè quên nữa, sau khi cái rod xong á, cái rod thẳng hàng từ trước ăn sau á, tất cả melee ra đứng 6 giờ mà quýnh. Chỉ khi nào rod thì mới đứng bên trái thôi. Đứng bên đây, còn sau khi rod xong đứng sau lưng đây là không bao giờ ăn 5 hit cơ. Vô đi KD. Ngồi vô sớm nữa. Pin năm hết quay mặt pin FM KD 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 cao Ross Candy lấy mấy sẹo vậy? Pin. Không lỡ. Chạy. Pin nhảy. EMS nè. Nhảy. Chuẩn bị 5 hit. 5 hit. Ôi mà. Ồ, hết stuck rồi. FM. FM. Chuẩn bị KD. KD. Không, nó bị đi. Để em bị đi. Ghost. 90. IFM. Firefall. Để em vô vậy. Quá, KD. Trời nó phun lửa mà kia nó đứng giữa cái lửa luôn là gì đó hả?
Rồi bị đứng ở đấy luôn. Đứng né em. Bùng lửa. Cho tên người nữa. Mết. Ai giữ kìa. Yến không lấy mắt hả? Yến chết queo rồi. Mấy này có coi rotation không ta? Không anh, mấy cái chêm vô dễ quên lắm. Mấy cái chêm vô giữa hay quên. Đến con cho. Cái mà nãy tự sau Foster mình tự iframe phải không? Forstar là iframe nhưng mặt TK được steal đó. Mặt TK thì khỏi còn iframe gì hết. Có sum steal mà. TK là của... có cố tên mày không? A clan member has connected không. Không. Lúc vài chàng 290 là đội thành cũng biết chàng cái đội thành cũ đúng không? Không. Nó vô Bessel Rotation. Một cái là nó sẽ phun lửa trước. Sau đó hay gì nó sẽ về mid. Mid xong rồi nó quýnh hết cái bộ Rotation. Giải hạn bên đây nó quýnh thêm một cái Forster xong. Cái nó lại phun lửa tiếp là tại vì nó keep thuộc cái Rotation ở ngoài của nó. Rotation ở ngoài của nó tới 5 hit là mấy nó phun lửa tới 2 lần lần. Mà em lấy cái Demon sớm á. Ai lấy cái Demon sớm á. Thì thường á là nó sẽ lấy cái mắt. Đây nè, nó nằm trên đây nè. Thì cái dòng kia đây Candy. Đừng cho ơi, Candy nó đâu rồi. Đợi giúp nó vô rồi. A clan member has connected to the server. Ừ. Ý chí mà kì vậy. Nó khẳng định đây là ý chí bị lỗi. Ý chí cho là you forget that I am an empress. You are in my empire. Đợi xíu cho nhoi ra ngoài đấy. What the fuck? Foster đó anh. Anh tiêu có Foster mà. Tiên quan úp đồ như hoàng bẩn mỏng manh. Sao á? Cái này nó lua cái cục. Nó lua phun lửa hụt cái là nó bay màu à. Stuck nó lên thì không phanh luôn á. Quang đó Quang. Quang, biến thành cục lửa được không Quang? Cục dính anh. Nè, đại ca không ai là biến thành cục lửa gì. Thằng Quang á, đừng có lua hay kiểu hình sụ. Chỉ cho lua, theo kiểu cách phòng master. Lấy cái mắt xong phải không? Lấy cái mắt xong phải không? Biến thành cục lửa chạy từ qua. Khỏi Whitbot. Cục lửa nó là 5 giây đó. Phun lửa của nó là 6 giây. Tất nhiên là lúc em hết cục lửa là... tại nó hết luôn, cục lửa nó bay nhanh hơn cái nguồn lửa đó. Ok. Em khỏi quýnh, đợi Demon quýnh luôn. Thật ghê. Biến hình cục lửa chạy một vòng, khỏi hết vô. Vô thấy cái mắt dưới chân một cái là biến hình cục lửa liền luôn. Chạy đúng một vòng cung. Candy đâu rồi, vô đây chỉ cho. Candy tăng là tùm lum hết. Candy thấy cái cánh hoa này không? Là cái đường này nè, đứng đúng cái đường đó rồi. Tăng cái đường đó đi. Má, tăng cái đường trên cái đường vẽ kìa má. Thế nè. Vậy nè. Tăng cái đường này nè. Đúng nguyên cái đường này luôn. Còn lại đứng bên đây, quýnh.
Thằng Quang thì lúc con boss đát ra đây nè, Quang cứ đứng qua đây nè, đứng tầm đang đua. Ok. Kinh định nó lái cái kia mép sẹo à, để cho nó lái bằng cái cánh hoa đó đi. Đứng xuống một chút. Vậy lấy cánh hoa làm đồng hồ à? Ờ, lấy cái đó làm hồ, tại vì một nãy giờ Firefall nó ra hướng bên đây không à. Cho thì đứng vậy sẽ đỡ bị lệch. Có clip tụi nó lái bằng cái đó đường á. Rồi, đủ rồi đó. Cho thì cứ canh theo cánh đó mà đi thôi. Cho nhoi ra ngoài đáy. Biết không xin quay lại cho nha, không biết nha. Ghé đi rồi kìa. Có CC thôi. Rồi, đủ rồi đó, vô đi. Spin đâm hết bê mà đát FM kê đi cào Ross. Đó, thẳng hàng đó, tự nhìn cái cánh hoa đó né đi. Thôi sao quán di chuyển nhanh vậy? Chuẩn bị nhảy. 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 Chuẩn bị nằm hết. Nằm hết. Về mà. Đánh con cho đá iFam cây đi Ross cào Ross Spin Foster. Ủa phun lửa hết đi. Nhảy về mid. Kiếp mẹ cái phay luôn rồi. Firefall. Chuẩn bị Firefall hay gì á. Foster FM. Firefall. Sau thổi là tự iframe nha. 5 hit frame. Ui xong đi go rồi. Buồn lắm. Cao đi go rồi. Cái này à go đâu? Không biết luôn á. Có sao làm gì go rồi. Ok để nó đéo có trên bảng DPS luôn. Thử vũ khí nha má. Reset. Có hư được ta. Ủa sao này coi. Rao phun lửa. Sau khi bỏ xong. Có khi nào nó reset Argo. Không. Trừ khi đánh đứng xa nó bị nắm đầu chọi điên lần á. Nó mới reset. Trong dạng điểm banh cũng bị rút nữa à. Sao không má. Ủa mà sao Alan có thét không giờ mà gấu DPS cao hơn, tại sao gấu không giữ mà Alan lại giữ? Không có thét. Đâu. Lúc nó hiện Argo lên bật B lên kiểm tra liền rồi. Đâu có đâu. Vậy thôi, lỗi Kenny rồi. Sao cái rotation nó bị lộn quá. Để coi vài bữa coi rotation là lúc mà trước khi vô phay quá. À, nó chêm vào mấy cái thồi lửa. Cái dài về mít. Giờ nó lại ăn cho đấy. Nó lại không rotation trước lúc vô phay thì đồ coi. Mà chỉ nói sau vô phay nó. À nè. Giờ dễ. Cái phay Foster này. Foster của mình. Sau khi Firefall. Nó hiện ra Firefall. Rồi nó sẽ thổi lửa. Là quen là phải đi. Lua lửa thêm một lần nữa đó. Nhưng mà lúc đó trong trạng thái demon em phải lấy demon sớm. Em biết
Demon, em lấy Demon sớm thì nó thổi em không có xi nhê gì đâu, đứng bắn nó thôi. Ờ, nhưng mà anh sẽ chỉ cái vấn đề Firefall là có cái người ở đây lấy mát xa hơn quan à. Là gấu, gấu phải nhìn. Thì gấu lúc nào cũng trong trạng thái đứng 14 15 mét đó, đi ra lấy thôi, chừng nào nó hiện, còn là gấu sẽ đi ra lấy liền luôn. Không, tại vì cái Firefall nó hiện ra là anh gấu sẽ bị đây 5 giây. Và trong khoảng 5 giây đó là nó sẽ thổi lửa cho anh gấu. Thì nè là em hay là quan đó. Thì đúng rồi, hai gốc, phải không? Hai gốc thì đã thổi về gấu. Mọi người chịu phải nhịn. Cái Firefall lúc nào nó cũng sẽ đối diện hết. Thì mọi người phải tập di chuyển chứ không phải đứng DPS một vòng. Tại vì tụi nó chạy vòng vòng mà. Tóm lại là không né được, là chỉ có không thuộc của tới sành thôi. Nãy giờ anh đâu có ăn sắt một miếng hít nào đâu. Anh không né, ăn một sắt nhưng luôn mà né nhớ vậy. Nhớ lại gần gấu để gấu lấy máu nha. Vậy khúc đó lúc nó vô Firefall nó thổi lửa vậy để anh gấu lấy luôn đi rồi mọi người né thôi. Ừ. Tại mình để bé bị thiếu á. Giống như mình phải rót cho nó Potter. Thì sau cái Firefall là sẽ thổi lửa, rồi thổi lửa là iframe 5 hit của nó. Rồi nó sẽ đi theo cái rotation cũ. Quen tờ. You forget that I am an empress. Chín mươi. Rồi, vô anh đi. Con lại nhớ thôi. 10 phút để nghỉ. Nằm hết. Quay mặt. Đã. Chúng mày kê đi. Kê đi. Cào. Boss. Lóc. Hai. Thôi lửa. Nhảy. Chưa. Trăm hết mà sao đứng ở trên một đó một bầy vậy trời. Ê mà. Đã. Đã. Iframe. Kê đi. Kê đi. 91. 90. Foster iframe. Nghe cái này. Nghe chăng cái đầy luôn. Rồi. Iframe. Muốn. Không muốn lóc. Không muốn lóc. Cross. Spin. Năm hit. Quê mà. Còn qua nhóc ở trên kìa. Hút máu quen.
Không đeo lần nữa. Đó 44 triệu mấy luôn kìa. Nó quạt hơi thấp luôn. Chưa chưa thuộc cái rồi thành trong cái sau đó nó lạng. Thêm vô cái loại. Chịu khó đi coi một mớ luôn. Có cái bản có mét đàng hoàng ơi. Con này phải đi coi, không có chuyện mà con này đi ngâm cú. Chuyện mà kêu người khác coi con không có kịp đâu, nó như con bò cạp vậy đó. Gì có ai đó đứng kế bên gấu cho gấu hút máu. Gấu hút 4 triệu mấy gần 5 triệu luôn, chưa thuần thục á. Gấu hút được 5 triệu mấy luôn. Lúc đó Yến chết rồi. Nãy hút máu Yến được. Xong hút ông C, cái ông C đi luôn. Hình như có hút Alan đúng không? Không biết nữa, lúc đó sắp chết rồi, hút đại. Tao thấy Alan bày màu chung luôn mà. Lúc đó sắp chết, hút đại mà. Mày còn 2% máu. Không tạo nghiệp. Tham hay là khung lửa, nhảy ra biết quay. Kia là lơ lơ quay cào. Đó. Cho mày co đi. Co đi. Cái thấy sang cái nào rồi cái co lại. Mày nhoi á, cái lúc mà sau khi phải phone xong là được họ bù lóc chứ không có phải là iFame. Nãy giờ chưa kịp nha, coi là nhoi nó iFame không à. Tại nó đúng rồi, iFame mới xài đâu. Ờ, cái đó không bù lóc thôi, chỉ iFame mấy khúc trước thôi. Máy Cyber nó quay lưng lên mà con boss nổ cái đầm, còn 160k HP. Vậy giờ mới kêu nó quay mặt rồi bấm C rồi shit. Ừ. Hay là Cyber để defense đi. Nè, không không, cứ quay mặt C rồi xế rồi nó lướt lại tăng thì cứ canh Y, E lại thôi. Vô đi canh đi. Tập mấy cái rotation cho nó quen của mình đi. Rồi. Speed 5 hết. Quay mặt. Đó. iFrame. Chuẩn bị KD. KD. Phun lửa. Cao. Rod. Pin tự lock. Phun lửa. Anh xùm lại. Ra quá xa luôn. Mít nè. Bị nóc bét nhưng mà phải mấy kêu anh này đứng chân con boss sát chân con boss ra không bao giờ hơn được thằng nhói thằng quen hết trơn á. Nằm hết. Quay mặt. Cái spin đó anh lấy cái chiêu số 4 anh ra anh lóc. Đó. Bấm một anh lần bèo. Bấm được. Chuẩn bị kia đi, kia đi. Cao. Tự lóc. Lóc rồi được rồi. Phun lửa. Thử cái này. Phun lửa. Xong. Không, thằng Quang không có gì. Thằng Quang cầm cục lửa đi ở ngoài luôn. Em đi càng gần hay cái vòng quay nó càng chậm. Em đi càng sát ở trong thì vòng quay càng nhanh. Ok. Đúng hết. Foster FM. Five four. Vô lẹ kìa. Lỡ. Đó. Đó. Chạm mà chết rồi. Ấy chưa chạm anh. Không quay hormone nè. Hormone. Đâm hết. 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 Quay xin tí máu rồi. Go away. Đã. Chưa kịp. Anh xem. Còn cục. Đi.
Còn mấy cục kìa gấu. Cao. Ross. Ross. Lock. Tự lock. Lock. Lỡ. Mẹ cũng quen ăn một cái mắt. Cái gì mít? Mà có bị đây rồi. Tao không thấy quen còn ép không kịp. Phải có người ép nữa không? Đâm hết. Dấu khác. Dash. Thêm. Nó còn mấy cái bông nhiều quá. Kì đi. Cái Forster mà bị dính á là xin cho cái bông cao. Rod. Lock. By four. Nó nở ra rồi kìa. Ôi cái này sao? Nghỉ hả? Ừ, nghỉ đi, có này nghỉ đi. Không, ý nó cái Firefall nó nhảy hả? Ở cái Firefall nó phải có một cái nhảy. Lúc nào nghe chữ Firefall nó nhảy từ từ được rồi. Nó qua một cái rồi á, xong rồi mà. Không, tao không có người đứng kế bên, lướt không kịp, không hút máu kịp, chết. Quá trời, cái bông nó lòi lên kìa. Để mình à, rồi, trong biến hành ban sau khi vào phay á, là rồi xin nó cũng giống cái cũ. Mà lock fan 75 triệu. Cái gì? Con mấy con assistant. Ờ. Chia tiền đi quay. Ai có ai đi TT2 không? Đi làm lẹ lắm. Có reset không? 6K4 chi 12, 500, 5000 vay, 533. Có ai tính tiền đúng không vậy? Có, đúng rồi. Nhiều em. 6K4 chi 12. Đánh giá 9K4 mà ta. 6K4, 9K4 cái liền. Nó giữ dễ sợ. Tính nhanh đi qua bên. Đưa trong xong trước cho ông đỡ ạc. Đâu, ông kia ạc, ông đỡ ạc rồi à. Ông đỡ luôn mà. Quên. You are already trading with someone else. Qua tí tí nha. Target has changed. Target transaction details. Ý nghĩa luôn hả? Ừ. Tính chắc đi rồi á.